Sáng nay, đoàn giám sát số 2 Hội đồng nhân dân thành phố do Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh gắn với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trong năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, quận Sơn Trà tập trung thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 7.380 tỷ đồng, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng khai thác thủy sản 6 tháng đạt 14.150 tấn. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận trong 6 tháng thực hiện hơn 381 tỷ đồng, đạt 85% so với dự toán thành phố và quận giao. Về lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý đất đai, xây dựng tài nguyên môi trường quận đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình theo kế hoạch vốn đã được giao. Tuy nhiên khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, tại các phường có phát sinh tư tưởng so sánh về chế độ chính sách, chế độ công vụ giữa cán bộ quận so với công chức làm việc tại phường theo quy định tại nghị định số 34 năm 2021 của chính phủ là địa bàn trọng điểm về dịch vụ du lịch của Sơn Trà thường được lựa chọn làm nơi tổ chức các sự kiện cấp thành phố nên kinh phí để đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị vệ sinh môi trường chưa đảm bảo. Trong thời gian đến Ủy ban nhân dân quận tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị và thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của các cấp.